chào mừng quý phụ huynh và các bạn học sinh đến với trường phổ thông AV TLD College. Săn học bổng là cụm từ chưa bao giờ hết hot của các du học sinh tương lai. Cùng Visco điểm qua các lý do mà bạn nên lựa chọn trường phổ thông danh tiếng AV TLD College. Thứ nhất là ranking cao. AV TLD College là một trong những trường đào tạo dự bị hàng đầu Vương quốc Anh. Trong đó, AV College Cambridge nằm trong top 8 theo bảng xếp hạng top UK Core Educational Boarding Schools. Đây là bảng xếp hạng 100 trường phổ thông nội trú uy tín của Anh dựa trên các đánh giá về điểm số của học sinh trường. Bảng xếp hạng dựa trên tỷ lệ phần trăm học sinh đạt điểm A và A sao năm 2019. Thứ hai là học bổng. Học bổng có lẽ là thứ bạn quan tâm nhất khi đi du học vì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí cho gia đình, cũng như thể hiện đẳng cấp nhất những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong suốt những năm học qua. Đáp ứng mong đợi này, phổ thông danh tiếng AP TLD College đưa ra học bổng lên tới 70% học phí, tương đương với 630 triệu đồng dành cho các học sinh xuất sắc. Cơ sở vật chất tuyệt vời. Tọa lạc tại các thành phố lớn của Anh Quốc như London, Cambridge và Manchester, cơ sở vật chất phòng ốc của AP khang trang, hiện đại, đem tới sự hài lòng cho tất cả các học sinh. Bên cạnh chất lượng giảng dạy được đánh giá cao, các dịch vụ hỗ trợ học sinh của AP và các hoạt động ngoại khóa của trường cũng đem tới sự hài lòng cho cả phụ huynh và học sinh. Quy mô lớp học nhỏ, trung bình chỉ từ 5 đến 9 học sinh, môi trường học tập thân thiện. Đặc biệt, trường có chương trình luyện thi vào Đại học Oxford và Cambridge. Thành tích xuất sắc. 44% học sinh của AP TLD được nhận vào học tại các trường đại học thuộc Russell Group. Nhiều học sinh được nhận vào các trường đại học danh tiếng như Cambridge, Oxford, LSE, Imperial, UCL, Warwick. Nếu bạn đang lăn tăn làm thế nào để săn học bổng du học tại phổ thông Anh, hãy nhớ Visco là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Du học Visco là đại diện chính thức và thân thiết của các trường phổ thông danh tiếng tại Anh Quốc. Liên hệ ngay Visco nếu quý phụ huynh và các bạn quan tâm tới học bổng cũng như các ưu đãi đặc biệt của Visco dành cho du học phổ thông tại Anh. Quý phụ huynh và các bạn học sinh cũng có thể tham khảo các clip tiếp theo để tìm hiểu thêm về các khu học xá của trường AV. Hẹn gặp lại quý phụ huynh và các bạn!